Hi, welcome back to my channel. Start here we go. Let go. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Oh my gosh. Rất nhiều anh chàng này. Wow, 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 wow. Strange, I changed the game, so what's my motherfucking name? Brains, my culture banging with strange, I changed the game, so what's my motherfucking name? Simple. Đi luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. One day. Okay, let's go. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Momo Horror game. Let's go. Ok, và từ game thứ 5, The Fear 3. Hunter Hall. I can't go back to her. Tôi và mình sẽ chuyển sang game thứ 6. Let's go. Ok. Chìa khóa rồi các bạn mở hết cánh cửa ra. Sẽ phải đi xung quanh. Như kia có một cái gì đó ánh sáng này. Chìa khóa đây. Một chìa khóa nhưng các bạn có thể mở tất cả các cửa phòng cơ. các bạn sẽ phải mở và tìm xem các cửa phòng sẽ có được không. Theo mình nghĩ chắc chắn sẽ có một món đồ gì đó ở trong căn phòng. Rồi, lại tiếp tục đi tiếp sang con đường bên này. Giật lùi lại, sau đó thì sẽ giật lên. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ đi từ căn phòng 1 và tìm kiếm những món đồ. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Okay, Granny, let's go.